Xin chào mừng tất cả anh em, hôm nay đã trở lại với kênh YouTube Lê Khôi Audio, chuyên âm thanh cổ, âm thanh bãi tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Chúc tất cả anh em sẽ có một ngày thật là tuyệt vời. Và hôm nay thì trong clip này, Khôi giới thiệu với anh em một đôi loa mà chắc nhìn ngoại hình thì ai cũng biết rồi, đó là loa Tannoy, một thương hiệu đẳng cấp Anh Quốc nha. Cái từ đẳng cấp là người chơi đặt cho cái hãng loa này, tại vì nó cực kỳ nổi tiếng về cái dòng loa đồng trục anh em nha. Rồi thì chia sẻ với anh em một chút, hiện tại trong cái thời điểm mà những cái tháng, những cái ngày đầu năm 2021 thì loa rất hiếm, đặc biệt là dòng loa Tannoy. Thì nhưng mà theo rất là nhiều cái nhu cầu của anh em, tại vì trước Tết vừa bán xong ngày hai mấy Tết có bán một cặp, thì rất nhiều anh em cũng muốn mua, muốn đặt hàng, nhưng mà thật sự là Khôi không dám nhận tiền quá hết, tại vì không biết được là thời điểm nào có hàng, tại vì hàng quá khan hiếm nha. Thì rất là may mắn thì Khôi cũng đã về được một đôi thôi nha. Nó cao quá anh em, thật sự nó quá cao, nên là mỗi anh em chia ra một người lấy một đôi thôi để về bán cho nó có hàng, chứ thật sự bán những cái cặp loa này nó bỏ ra mười mấy triệu anh em, mà lời có mấy trăm ngàn thôi, gọi là nó quá bèo bọt ha. Rồi thì vì anh em nói là làm kinh doanh mà, nếu như mà bỏ ra 10 triệu mà không lời được 1 triệu thì gọi là nó quá tệ luôn nha. Tại vì mình bán chuyên nghiệp thì mình có nhiều khoản mình phải chi lắm nha, ví dụ như tiền nhân viên này, tiền lính đóng hàng này, ship hàng này, tiền kỹ thuật làm YouTube này, mình phải thuê đó nè. Khi Khôi quay clip mình xong rồi á, thì kỹ thuật họ sẽ cắt những cái phần thừa rồi ghép lại rồi up lên YouTube để phục vụ anh em nhé. Đó thì cái lý do là như vậy. Rồi thôi nói dài dòng, anh em lại bảo Khôi nhiều chuyện, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em cặp Tannoy 637 anh em nha. Một cặp loa bình dân rất là quen thuộc này. Thì cái cặp này được cái là zin tuyệt đối nguyên bản, không dọn không tút tát luôn này nha. Khôi lựa cặp đẹp nhất, chấp nhận giá cao nhất. Trong cái lô mà 3-4 cặp thì chia ra những cái cặp khác, anh em họ về họ có công, họ có thời gian họ dọn nha. Còn mình thì mình lấy cặp cao nhất, đó là cái giá mà mình phải trả cho cái việc mà mua hàng lựa. Nên trên thị trường cũng vậy nè, nhiều cái cặp loa nào mà đẹp nguyên bản zin tuyệt đối thì chắc chắn nó sẽ có cái mức giá cao hơn qua cái cặp loa đã dọn này nè. Đẹp anh em ha, đây đây là cái nước gỗ này, gỗ anh em ha, gỗ đen có vân này đó, theo năm tháng nha anh em. Thì cặp này muốn đẹp thì chỉ bao giờ xi bóng này thôi, không có vấn đề gì nha, nhưng mà cơ bản là nó vuông vức đẹp này nè, anh em thấy không? Nó không có móp mép gì ha, nói chung là tuyệt vời. Rồi ok, bây giờ thì lưới, về cái e căng thì cặp này nó đẹp cũng do cái e căng nữa nha. E căng này là zin này, zin luôn. Khôi mở ra anh em nha, không bị sờn, không bị lộn lộn nha. Đó, nó lấy căng nhờ anh em ha, rất đẹp ha. Thấy các cái đường nét rất đẹp. Tuyệt vời ha. Rồi, thì đây, đây là cái bát 20 này, bát đồng trục. Mà dưới là một cái bát cộng cộng hưởng này. Nhưng mà nó cũng là bát thật nha, chứ không phải là bát bát giả. Đó. Đây em đồng trục ha. Anh em nhìn thấy này, chung chép nằm ở trong này nha. Đó. Rồi, tương tự bên này, rất đẹp. Khôi tháo ra lưới luôn anh em nha. Ở đây dưới cái logo nằm phía dưới nha, logo đồng này, logo đồng chữ nổi nằm phía dưới, nên nó trên cái logo này nó không có trên cái e-căng này không có logo nha. Đó anh em, cặp này zin nguyên bản từ con nóc luôn nha anh em. Zin nguyên bản từ con nóc, khá đẹp anh em. Đánh giá của Khôi là khá đẹp cho một cặp loa cổ không tút tát nha, không tút tát. Bây giờ mình xem phía sau, phía sau đẹp anh em, vuông vức luôn ha, đẹp vuông vức luôn. Không có bệ nở, và cặp này là series liền kề, series liền kề này. Thật sự là ở Việt Nam mình đó, lại có thêm một cái chuyện là series nữa. Cái series nó không có quan trọng, nhưng mà những cái cặp mà liền kề thì nó có cái giá trị sưu tầm anh em, giá trị sưu tầm. Ngoài ra thì nhiều anh em họ họ nói như thế này thì Khôi không biết nó có đúng hay sai, nhưng mà khi nghe thì mình chẳng bao giờ mình phát hiện được. Nhưng mà anh em họ nói á, những cái cặp mà series liền kề á là có nghĩa là làm gần nhau, cái khúc gỗ nó gần nhau thì nó cho chất âm tuyệt đối hơn. Đó là Khôi nghe thôi,
nha, chứ còn Khôi không có nói. Cặp này là made in the UK anh em ha, có nghĩa là sản xuất tại Vương quốc Anh, series liền kề. Cọc loa thì nó là cọc bắp chuối, thì cái cặp này vẫn còn cái cầu zin luôn anh em đây, cái cầu đồng ở dưới á nha, cái hai cái chân nối với nhau á, nối cầu á bằng đồng còn luôn ha, chưa bị mất, nó trông tuyệt vời tuyệt hảo. Rồi thì về cái mức giá thì Khôi sẽ báo với anh em ở đây luôn. Rồi trước khi Khôi qua cái phần test thử chất âm thì Khôi đã nói rồi, Khôi lựa chọn loa đẹp giá cao, cao hơn những cái cặp khác rất nhiều, nên anh em nào mà thật sự có nhu cầu mà đang tìm kiếm thấy hợp lý thì ủng hộ cho Khôi nhé. Còn mà nếu như mà thấy không hợp lý, nó cao quá thì mình bỏ qua, mình lựa chọn một cặp khác. Và cũng rất mong mình không nên comment những cái lời khó nghe anh em nhé, nào là mắc quá để mà dùng này, loa này nghe ra gì này, rồi vân vân vân, thì người bán họ rất là đau khổ khi nghe những cái ngôn từ đó nha. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nó mà nói cho lòi tiền ra á, chứ đừng có nói những cái lời nói mà để căm thù nhau, hận thù nhau nhé. Rồi mức giá cuối cùng để anh em sở hữu cặp loa này là 15.500. Mức giá này sẽ bao ship tận nơi cho anh em. Đó, thì có thể là từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 này, thì tất cả mặt hàng khi Khôi báo giá thì Khôi sẽ bao luôn tiền ship nha. Còn thì nhiều anh em ở Sài Gòn thì sẽ nói là ở Sài Gòn thì ship nó sẽ rẻ hơn. Đó, thì đó là cái may mắn thôi, nói chung là nó không có bao nhiêu hết. Thì còn những anh em ở xa thì họ cũng đâu có được hưởng đâu nha, nên là anh em thông cảm, mình sẽ bao ship toàn quốc, Sài Gòn là chợ tận nhà, còn ở tỉnh thì mình sẽ gửi qua trần xe hoặc bưu điện rồi, nhưng mà vẫn đảm bảo an toàn để anh em yên tâm sử dụng. Rồi Khôi xin phép kết thúc cái phần giới thiệu ở đây. Anh em mua hàng chuyển khoản đủ bao ship, còn anh em ship code thì có 30% anh em tự trả phí ship nha. Đó là cái sự công bằng Khôi luôn mang tới cho những ai đã quan tâm theo dõi ủng hộ Khôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Xanh tươi khi lá hoa.
rồi đấy qua cơn mê sông cạn lại thành dòng xuôi về ngọn quê hương. Từng ngón tay em dài vun trọn cuộc tình đây mơ toàn chuyện trên. Trái yêu thương đầy cành